Xin hãy mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cơ sở của chú Thanh Nhàn. Chú chuyên về chân dịch AB Inox nha các bạn. Thì cơ sở của chú Thanh Nhàn ở chợ Ông Trang, huyện Khuyển, tỉnh Cà Mau. Chú chuyên về chân dịch Inox AB nha các bạn. Đủ các loại máy luôn nha, từ máy xăng đến máy xe. Nói chung là đầy đủ các loại máy luôn nha các bạn. Rồi chân dịch trái cũng có luôn nha. Đây, cơ sở của chú nhận sỉ giờ lẻ, ship hàng toàn quốc cho anh em. Từ máy xăng, máy 6HP, 11, 13, 18, 23 đều có nha các bạn. Còn máy hai thì luôn. Máy xe thì Yanma, Kubota, Isuzu, Eseki, Mitsubishi đều, nói chung là đầy đủ các loại luôn nha các bạn. Các bạn muốn sử dụng chân dịch loại nào thì alo số điện thoại của chú nha. Số điện thoại của chú Thanh Nhàn thì mình để trên video nha các bạn. Số điện thoại của chú là số điện thoại 0917 228 209. Đấy, chú cũng chuyên về chân dịch mà để dành anh em chạy đua nha, chạy đòi hỏi tốc độ cao. Máy chân dịch đó là chú cắt chế để dành cho chạy cho máy phân ga với Mitsu 6 nha các bạn. Chân dịch hai cánh thì anh em thường chạy tốc độ cao rất là thích, lý do là nó bắt nước rất là cao nha các bạn. Chân dịch loại bự cũng có nha các bạn, dịch như chân dịch Isuzu máy lớn á, hoặc là Yanma 3T, 4T, Kubota, loại low weight, loại dạng găng. Kích cỡ thì cốt cỡ nào cũng có luôn nha các bạn, từ cốt nhỏ đến cốt lớn nha, cốt sắt láp mình á. Thì anh em chạy máy gì, rồi anh em chạy vỏ lãi loại nào thì cứ điện thoại, số điện thoại của chú nha. Số điện thoại của chú thì mình để trên video, trên tiêu đề, thì chú sẽ tư vấn và tìm cái chân dịch thích hợp cho các bạn nha. Dịch thích hợp thì các bạn chạy vỏ lãi hoặc là chạy cano gì đó. Đây, đây là chân dịch rất là bự nha bạn. Chân dịch này là để dành chạy cho chiếc máy 4 á. Thì cơ sở của chú cũng nhận sỉ giờ lẻ cho anh em luôn nha. Nếu các anh em, các bạn mua số lượng nhiều thì chú sẽ để giá sỉ, còn mua lẻ thì giá sẽ nhỉnh hơn chút nha các bạn. Đây là cái chỗ chú để canh chỉnh và mài đập chân dịch nha. Thì cơ sở của chú Thanh Nhàn thì cư ngụ ở chợ Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau nha các bạn. Chú chuyên về chân dịch của AB nha, của hãng AB á, dịch Inox. Dịch AB thì một thương hiệu rất là nổi tiếng này, nổi tiếng cả nước Việt Nam các bạn. Anh em, các bạn nào có chạy vô lãi thì rất là biết loại chân dịch này nha. Chân dịch này nó rất là nổi tiếng các bạn. Đây là mấy cái chân dịch mà chú đã gia công sẵn cho khách nha, đủ loại luôn nha các bạn. Chân dịch hai cánh, ba cánh. Thì anh em chạy dòng máy nào thì anh em cứ liên hệ điện thoại chú nha, chú tư vấn trực tiếp nha, chứ mình cũng không gành mấy thông số chân dịch này. Ở nhầm kia anh em hỏi mình chân dịch chạy mà máy cánh rồi máy tất rồi đó, mình cũng không có biết hết thông số các bạn. Thì cứ bạn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú, hoặc là Zalo số điện thoại chú nha. Thì số điện thoại của chú Nhàn thì mình để trên video dưới phần tiêu đề, chứ mình ghim phần mình lẫn ở dưới luôn nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng thì alo chú, hoặc là kết bạn Zalo đó, rồi nhờ chú tư vấn giúp. Thì các bạn chạy loại máy nào, máy xăng, máy xe, bao nhiêu HP, rồi chạy vỏ lãi là bề ngang bao nhiêu, rồi dài bao nhiêu, hoặc là cano như thế nào đó, thì cứ liên hệ số điện thoại chú và chú sẽ tư vấn cho các bạn nha, để tìm cho các bạn cái chân dịch thích hợp để cho các bạn và anh em đạt cái mong muốn là tốc độ cao nhất nha các bạn. Thì ngoài ra cơ sở của chú Nhàn cũng có nhận gia công chân dịch trái luôn nha. Chân dịch trái là anh em sử dụng mấy dòng vỏ lãi hoặc là cano máy âm á, anh em sử dụng hộp số á, anh em ưa sử dụng chân dịch trái. Chân dịch trái thì chú cũng nhận gia công luôn nha, nhận gia công cho anh em luôn. Kích thước thì đầy đủ các loại, thì theo cái cốt lắp của anh em mà các anh em đặt cái chân dịch cho nó phù hợp với cái máy mình đang chạy nha. Đấy. Máy chân dịch này nói chung là kích cỡ lớn nhỏ đầy đủ các loại nha các bạn. Cốt lắp nào cũng đáp ứng đủ nha. 14, 16, 18, 22, 25, 40 đều trở lên đều có nha các bạn. Nói chung là anh em thích loại nào thì chú sẽ gia công cho các bạn loại đó. Anh em, các bạn có nhu cầu sử dụng thì alo số điện thoại chú nha. Số điện thoại của chú Thanh Nhàn thì mình để trên video các bạn.